Hành khách đang đứng chờ nha. Bây giờ là 6 giờ 45 rồi. Mình quay cho bạn xem nha. Liebe Gäste, unsere Sitzplätze sind für Menschen und nicht für ähnliche Gegenstände wie Koffer, Taschenlaptop, Rucksäcke oder ähnliches. Ich bitte Sie. Từ Copeland này mình đi tàu ICE về Frankfurt Club Hafen, sân bay Frankfurt thì có 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng 10 phút các bạn ạ. Còn rất là nhanh thôi. Ờ, các bạn ơi, mình đã tới sân bay Frankfurt rồi các bạn ơi. Đây cái tàu mình đi đây, vừa tới đây. Mà ra mình đang đứng ở đây sân bay Frankfurt. Mình vừa tới các bạn à. Giờ mình sẽ đi qua cái terminal 2. Mình sẽ đi qua Terminal 2 các bạn ơi. Nãy chỗ cái xe lửa mình xuống là tuốt có dưới tầng hầm ở dưới á. Bây giờ mình đi này để đi lên trên, mình đi cái chiếc Skybahn ở trên nè. Skyline này. Đây cái ban hốp mà để chữ fan ban hốp là mình đi xuống cái xe lửa khi mình trải qua mình đi đây các bạn nha. Đấy. Hello các bạn ơi, mình đang đứng đây gặp mình anh một nha. Đó. Trước mặt mình nè, gặp mình anh một á thì có bao nhiêu nhiều nước lắm, các bạn nhìn những bảng này là quá trời nhiều luôn rồi. Bao nhiêu khắp thế giới luôn. Giờ mình đi qua Terminal 2 các bạn ạ. Đó các bạn thấy không, có bảng đề đó, Terminal 2 đó. D với E. Các bạn ơi, đứng đây mình chờ cái cửa này các bạn ơi. Đi cái xe điện á, đi chạy qua từ Terminal 1 qua Terminal 2. Có như xe điện ở đây nó đi ngược trở lại nè. Đang là mình đến tàu điện các bạn ơi. Mình đi qua Terminal 2. This Star Line takes you to Terminal 2. Anfahrt nächste Station. Hier kein Ausstieg. Bitte festhalten. And fliehen.
dưới là khu vực ở trong sân bay các bạn ơi. Rồi các bạn, giờ mình tới rồi, Terminal 2 rồi các bạn ơi. Mình đang đứng ở Terminal. Đó. Upflug các bạn ơi, giờ máy bay cất cánh á, thì mình thấy á, bữa nay á, là có hai chuyến, một chuyến đi về thành phố Hồ Chí Minh, một chuyến đi về Hà Nội các bạn ạ. 13:55 đây các bạn thấy không, 13:55 VN030 Hồ Chí Minh City, 13:55 VN036 đi Hà Nội. Đó. Ở đây cái chỗ quầy check-in từ 886 đến 895. Bây giờ còn sớm các bạn ơi, mới có 9:30 à, bây giờ mình ăn sáng các bạn ơi. Đây mình ăn sáng với cái này đây, bánh mì với lại cái thịt nùi với lại queso các bạn, phô mát á, với mình uống chai orange limonade, hai món này á các bạn xem 6 đồng 1 euro á. Dạ. Thôi bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Rồi, mình đi vô cái cổng D4 để chờ bay. Mình đi mới biết cái tình hình suy thoái khắp nơi. Buôn bán ế ẩm. Rồi đứng đây mình nhìn mình thấy máy bay ở ngoài đó. Thì mình ra ngồi cái cổng này để cái cửa này để lên máy bay các bạn. Đây có cái chỗ nạp điện để mình nạp cái máy nha. Các bạn ơi, giờ mình đi xuống lên máy bay các bạn ơi. Máy bay ở đầu máy ngoài rồi. Đó, đi cửa này vào nha. Cảm ơn.
hàng thước này, hàng thương gia các bạn nha. Trước chỗ mình ngồi có cái màn hình nữa, có thể xem phim, xem ca nhạc rồi này kia. Đây mình ngồi chỗ này nó gần chỗ cái chỗ cho em bé, rồi nó có khoảng trống này cũng đỡ. Đây cái hàng giữa này, hàng ba ghế, ba ghế. Nước không ra chị ơi. Cho mình xin cho nước nha anh em. Dạ có, anh cứ từ từ thì có hết rồi. Mình ơi, có cho nước lạnh rồi các bạn ơi. Cái nước này ở Đức các bạn ơi, số 4 rồi. Mình ngồi chỗ này các bạn cũng gần chỗ toilet, cách khoảng chừng 3 mét. Đây cái ghế giữa này chưa có ai ngồi, mong cho được những người ngồi thì nó rộng tí xíu. Các bạn ơi, mình trên máy bay có bữa cơm trưa các bạn ơi. Các bạn ăn với cá. Các bạn ơi, mới ăn cá với cơm với lại broccoli bông cải xanh nữa các bạn. Còn ở đây món spice and món ăn. Đây trắng mì cơm bánh nè, nước cam nè, bánh mì, đây có chè rượu. Rồi, bây giờ mời các bạn ăn với mình nha. Rồi.
bạn ơi, mình đói bụng quá, mình ăn sạch sẽ luôn trên này. Đã còn cái gì chứ? Đây là cốc rượu vai của mình. Rồi các bạn ơi, tới Tân Sơn Nhất rồi các bạn ơi. Bây giờ hành khách họ chuẩn bị nó xuống máy bay. Rồi, mình đi xuống thôi. Hơi nóng của quê hương rồi. Bây giờ là 25 độ. Cảm nhận hơi nóng rồi nha. Đây lên cái xe bus này. Đó, chuyến máy bay mình đi nè. Các bạn ơi, bây giờ đi đường này vô tới đi qua cái nhập cảnh các bạn ạ. Các bạn ơi, tới đây rồi, tới chỗ khu nhập cảnh các bạn ạ. Mình tranh thủ mình sắp hàng vô nhanh nhanh xíu.